Xin kính chào tất cả quý cô bác cùng tất cả anh chị đã quay trở lại với kênh Tuyên Hà Giang. Kính chúc tất cả mọi người có buổi xem video vui vẻ, hạnh phúc và gặp thật nhiều điều may mắn. Hiện tại thì em Tuyên đang có mặt ở trong trên cung đường thôn chia mọi người. Thì như các cô chú đã thấy thì cái thời tiết ngày hôm nay khá là đẹp đúng không ạ? Nó có nắng, có gió. Đấy, nhưng ngày hôm nay bà con thôn chia sẽ chúng ta sẽ không khai thác đá ở bên trên nữa. Vì như mọi người đã thấy thì bà con đã khai thác những tảng đá rất là siêu to, siêu khổng lồ rồi. Đấy, ngày hôm nay thì sau những ngày vất vả khai thác đá đấy thì chúng ta đợi cái bột nở nó nở ra tiếp. Và bà con đã dọn cái đoạn đường đấy đã gọi là hợp lý rồi. Thì bây giờ bà con chúng ta lại tiếp tục về cái công cuộc là đổ bê tông nha mọi người. Thì như chúng ta biết thì chúng ta không đổ thì ví dụ em Tuyên rất là sợ mưa. Mưa thì sẽ xói hết cái đống bột đá này. Đó, và cũng chúng ta có thay đổi cách làm đi để cho bà con nó đỡ nhọc hơn đấy. Đấy, kết hợp vừa khai thác đá vừa đổ bê tông. Bây giờ thì như mọi người đã thấy thì bà con đã kê cái chỗ cỗ máy của chúng ta là cỗ máy đổ bê tông đây rồi. Đang điều chỉnh lại, em Tuyên thấy là nhỏ dầu, nhỏ nhớt để cho nó trơn tru rồi. Xin chào thầy. Đấy, thầy đang mải làm đây. Hôm nay cha nhớt đầy đủ hết mọi người ạ. Có nghĩa là chỗ này là thề đang kiểm tra cho nó thật chắc vào, không thì là sợ nó cái vòng quay khi chúng ta nó có những đống bột đá vào thì nó sẽ nặng, sẽ nó bị bay, bị đổ đấy. Ngày trước chúng ta đã bị đổ một lần rồi nha mọi người nhé. À, bên kia thì bà con đang chuẩn bị nước. Hôm nay toàn thể nhìn thấy nhiều các chị em phụ nữ hơn đúng không ạ? Xi măng đã bê đây rồi. Bên dưới kia thì thấy em Tuyên thấy A Thà đang làm một cái mặt đường ấy mọi người. Phi nước ở ngay đây rồi, tiện quá rồi. Dạ, đang chỉnh lại cái xe. Bên anh Sì là đang cho thà khoan đúng không anh? Thà đang khoan, đang nêm lại chỗ này à? Cho nó bung hết đá ra đúng không? À vâng vâng, để giải đá 46 đúng không? Vâng vâng. Đấy, các chị em hôm nay là đang làm mặt. Đó, khoe hết đất. Vâng vâng, cho nó cao lên đúng không? Thế là chỗ cua này mình làm rộng như này là không làm sát à anh chị? Chỉ làm thế này thôi chị. Anh làm theo cái móng đá này gì đúng không? Không, mình không làm theo cái này đâu chị. Vâng. Chỗ này cua này cũng tương đối rộng đúng không? Rộng mà chỗ này thì nó cũng hơi dốc đấy mọi người. Nhập kia thoải mái, bà con tính thì thôi. Ok. Em Tuyên nghĩ quá tin tưởng vào cái tài năng, khả năng của bà con này. Những thợ đấu này. Bên là xin chào chú gấu nhá. Xin chào anh Pó. Đấy, bây giờ là chúng ta lại tiếp tục nối dài đường ra thôi nhỉ. Mỗi ngày nối dài ra, hôm trước cây đá rồi, bây giờ thôi lại đổ bê tông cho dài dài đường ra đi cho dễ. mỗi ngày một dài ra. Đây, hôm nay bà con đã chuẩn bị hai cây chuối này. Đấy, để chắn này. Đấy, các cô chú bảo chỗ đoạn đù cua này rất là đẹp anh Pó ạ. Đoạn cua trông thế này thôi nó không dốc máy mà mình lại làm rộng ấy, nhìn lại cua nhìn rất là đẹp luôn ấy.
Nói chung là xin mời các cô, các chú hãy lên trải nghiệm với bà con Thượng Chia. Cái đoạn đường này một dài hơn rồi, nên là đi lại nó dễ dàng hơn. Các cô, các chú cứ lên trải nghiệm với bà con để xem cái bao nhiêu cái công sức của bà con cái thời gian vừa rồi, xem nó đạt cái thành quả như nào nhé. Trên kia thề là đang kiểm tra cái độ rung, không chứ sợ đổ ấy. Đợt trước lại đổ như đổ một cái vào xe kìa. Đây, anh Sì đang phá thêm đá để làm đá 46 ấy mọi người. Vì thế này như mọi người biết nó sẽ sạch đá rồi. Ô thế cái hệ thống phanh này làm sao ấy sáng? À cái này bị gãy rồi à? À đấy. Thì chú Sơn chú có việc đây. Thì hiện tại em đang tháo ra cái gì đúng không? Bù lại đi. Hệ thống phanh nên nói chung là chú ấy rất là kỳ công. Không biết là thế nào đúng không? Nó bị gãy rồi nên là hơi khó. Xá có cái quả quần tím này nhìn rất là đẹp như kiểu ca sĩ đi hát đấy. Ai giờ hôm nay bà con làm gì ngoài xã đông thế? Anh thấy đông lắm. Các chị em con gái này bên này đang tập trung này, nói chuyện rôm rả lắm đây này. Tươi cười. Vì anh đi qua thấy xã là đông lắm. A Thà thì đang chuẩn bị máy bơm đấy. Hôm trước là mất một buổi đấy. Một buổi sáng chúng ta bơm lên. Bơm từ dưới cột điện 20 lên trên bể dưới kia, xong bể dưới kia lên đây. Công tác chuẩn bị, bên kia đang làm mặt. Kia thì thầy đang chuẩn bị cái chỗ máy trộn bê tông, Xá với Nu đang sửa lại, chỉnh lại một chút chỗ cái xe rùa. Phú này thì đang cố gắng nêm phá những cái tảng đá ra để lấy thêm những cái đá để chúng ta làm những cái đá 46 để giải hình đấy. Bên này rất là dài. Những cái công tác chuẩn bị đây mọi người, xẻng chiếc làm gãy hết rồi đấy, bây giờ phải đi sửa đây. Bên trên kia thì cũng được rồi mọi người. Xá đang gửi tên. Mở lía lên sợ, mở lía lên sợ mọi người ạ. Hey!
em buộc cái đấy vào là khóa rồi. Em không buộc được cái đấy. Em buộc cái đấy là khóa vào rồi chứ. Máy khoan dưới kia lại đứt dây rồi đấy mọi người, cái dây nổ đấy. Em chú đang làm đứt dây. Bên này thì thề bắt đầu cho những cái lượt giữa đầu tiên. Nước đã đầy. Thế thề. Con nước là đầu tiên đấy. Đấy, phải quay đầu nữa cơ mọi người ạ. Hôm nay là có đa phần các hộ gia đình là cũng đi chụp thẻ căn cước nên là cũng nhiều các con gái hơn nha mọi người nhé. Đang dội nước nó đỡ bị dính, làm thề làm việc quen rồi rất là nhanh. Có rất nhiều các cô chú góp ý cho em Tuyên cái hệ thống phanh ấy, nhưng mà nghe chừng khó hơn. Có lẽ là tôi xin phép các cô chú là dùng cách thủ công thôi. Kia đang tưới nước làm mát, tưới nước đổ bê tông nữa. Vâng mọi người ạ, thì cái hệ thống phanh nói chung là chưa thể sử dụng được ấy. Nó cũng hơi vướng nên là bà con sẽ xin tháo ra. Đó. Đôi khi nói chung là cũng rất là cảm ơn, rất tình cảm mọi người. Các cô, các chú, nhưng mà nó đi phiên về thực tế thì nó hơi khó. Có rất nhiều các cô chú bảo là làm cái máu phanh kiểu thời chiến cái thứ ấy. Em Tuyên cũng chưa hình dung ra như này. Mong các cô chú thông cảm bỏ qua cho em Tuyên nhé.
Nó bị tụt hết rồi đúng không? Tụt đứt hết rồi kìa. Vừa đi một tí đã tụt đứt hết rồi đúng không? Cong veo rồi có được đâu. Cất đi bao giờ. Mặt mạ đó. Cất cái lò xo đi nhá thầy Sái. Cất cái lò xo đi. Cất cái lò xo đi. Cho khó mà cái. Khó. Tôi cố gắng là lấy dây kéo lại đây. Đấy là cái này dùng cái máy đi sao. Tay này là đi trước, đi trước đấy. Vâng, như các cô và chú đã thấy thì ngày hôm nay thì buổi sáng ấy, chúng ta làm những cái công tác chuẩn bị. Hiện tại với cái hệ thống phanh thì nó vẫn hơi mắc một xíu nên là nó cũng không làm được, nên hơi mất thời gian đó. Nên là có thể như mọi người thấy bảo tại sao ngày hôm nay nó lại đổ bê tông cảm giác là lâu hơn một xíu, vì mọi người thấy là cái quãng đường của chúng ta làm thì nó dài hơn rồi đó. Và bây giờ cũng đang chia người ra để làm đây. Các anh nam này thì cũng đang cố gắng là khai thác đá xuống. Vì đây mọi người xem cái chỗ đổ bê tông tập kết ở tận bên kia. Cái quãng đường nó dài ấy, nó cua như này ấy thì nó khó hơn ấy. Bên này thì chúng ta cùng nhìn xem những cái lượt đổ bê tông này. Em Tuyên để ý là thấy cái lốp hơi non, bà con không để ý. Cái bơm vào để dễ đi.
hệ thống phanh là hơi không thể sử dụng được. Theo mình nghĩ thì đấy, nhưng mà lúc vào ấy nó có quan tính, nó đà, nó rất là căng, nó nặng. Rất là cảm ơn cái tình cảm chân quý của chú Sơn, chú tận dưới Hà Nội lên để làm thiết kế cái máo phanh này, nhưng mà cũng chưa thành công ấy. Rất là cảm ơn chú, ít nhất là cũng cảm ơn chú về cái tình cảm đã dành cho bà con, không quản ngại đường xá xa xôi lên với bà con ở đây, cũng trải nghiệm một cung đường, trải nghiệm cái cuộc sống của bà con Đồi Chia. Và bà con Đồi Chia thì vẫn rất có lỗi với chú, và em Tuyên có lỗi với chú là chưa kịp làm một bữa cơm nào để ngồi quây quần cả thôn cơ, cả thôn như một bữa cơm liên hoan ấy, với bà con cho nó vui. Thực ra đợt vừa rồi thời gian gấp rút quá, bà con làm cũng quần quật ấy, không có thời gian nghỉ. Và em Tuyên thì cũng có công việc là hơi bận, một mình làm cứ tật về cũng hơi gấp rút, nên là cũng mong tất cả cô chú và chú Sơn bỏ qua cho em Tuyên. Đây thì em Tuyên đã bảo anh có là sẽ làm sát vào trong sân kia đi. Lúc nãy là không làm sát được mọi người nhé. Bây có chút là thay đổi một tí. Cua này nó rộng một tí ra. Sát vào trong sân đỡ bị sói nữa. Cua này nó rộng ấy, rộng phải 2 mét đấy mọi người ạ. Nên là nó cũng lâu hơn là khoảng.
giờ thì như mọi người thấy thì đã khóa được một cái km đầu tiên. Hôm nay đúng là nó trong cái công tác chuẩn bị là con đường nó dài hơn. Thì mọi người thấy cái năng suất thì nó có thể là lâu hơn, chậm hơn một xíu. Nhưng mà em Duyên thấy là ngày hôm nay ấy, em thề công nhận là đứng máy ấy, thì làm cái chất lượng bê tông rất là ổn. Nó rất là đẹp. Đó. Sau thì Phú thì em đang giảm những cái gà 46. Giao phải nhìn xem. Được một đoạn bé bé thôi nhưng mà nhìn rất là đẹp rồi. Thì hôm nay như mọi người thấy thì cái đoạn này nó đây, nó tận ở bên trên này cơ mà. Nó tận ở bên trên này, di chuyển xuống nó khó. Tôi đợi xe rùa đây. Rất là nỗ lực của bà con rồi, chúng ta không thể đòi hỏi thêm được nữa. Nỗ lực cực cao rồi. Những giọt mồ hôi, những tiếng cười. Thế là nó có những cái động lực để cho bà con làm việc nó rất là hiệu quả hơn. Trong ngày nắng như này thì nói chung là mọi người thấy thì sáng thì nắng dịu nhưng bây giờ càng trưa thì càng nắng. Nên là nó sẽ mất sức hơn. Bạn này ở đâu ấy? À, chị của em à? Chị ruột á? Hả? Chị ruột á? À, lấy chồng ở cô Vai nên vào chơi à? À, vào với bố mẹ gì? À. Nhìn mặt thì cũng na ná giống nhau đấy, có sự giống nhau đấy. Thế là chú gấu, đây là con là đến thăm à? Con gái lấy chồng ở Khâu Vai. Khâu Vai thì cách ở đây nó phải tầm 20 cây. Đi đường này là hơn đấy. Đấy, tối nay có thịt gà ăn nhá. Tối nay cháu xin miếng nhá. Đấy thì đi lấy chồng mọi người thấy đi ở ngoài Khâu Vai thì chắc là cuộc sống nó cũng là khá giả hơn, mình thích ăn mặc khác hoàn toàn. Và ở bên ngoài Khâu Vai thì nếu mà không ở trong thôn ấy, thì bà con đa phần được biết tiếng Kinh ấy. Và người chồng biết đi làm ăn thì và quan trọng nhất là biết về tiếng Kinh thì cái văn hóa cái gọi là phong tục tập quán này nó được bậc cao hơn thì nó đỡ hơn, thì cái cuộc sống mình tốt hơn thì con người nó sẽ khác hoàn toàn hơn. Bà con ở đây thì được chia đây cố gắng từng ngày phát triển dần thôi. Đây là những cái chuyến xe rùa gần buổi trưa rồi, cũng rất là nhọc rồi đấy, nhưng mà bà con vẫn có cho nhau một cái cười rộn rã đấy, mọi người xem này, hai ai cũng cười vui. Thank you.
chú. Bà con đang bảo làm nếu mà chỗ đoạn này nó gần gần càng ngày càng gần rồi thì chiều nay kéo đến hẳn lên chỗ đoạn đổ bê tông kia mọi người ạ. Đấy, đấy là cái nỗ lực của bà con ấy, cũng cố gắng đẩy nhanh cái tiến độ rất là nhiều. Chỗ này mà không cua thì đi dễ hơn nhiều. Chỗ này cua mà dốc quá. Đúng rồi. Chỗ này A Phú cho hết bê tông vào cho chắc, đúng rồi. Không bê tông là không được đâu. Cứ thoải mái bê tông đi A Phú ạ. Bên trên kia thì có Thà này, Phú này, anh Sì đang làm những cái công đoạn 46 đấy. Bà con đang cố gắng đến trưa rồi đấy. Trưa lắm rồi, không phải trưa. Bây giờ mới đến trưa. Bà con đang cố gắng là bảo đẩy đến chỗ em Thà kìa, đẩy đến chỗ cua luôn đấy. Mắc vào hòn đá kia. Mắc vào hòn đá 46 kìa. To quá. Đây những cái bộ sàng của chúng ta này, mọi người này. Cũng thủng hết được ở đâu. Đấy. Hai cái này là hỏng hết rồi mọi người nhé, thủng này. Với vỡ kia. Chỗ này có nghĩa là bà con vẫn muốn là cho nó giữ lại để sử dụng, bao giờ nó hỏng hết thì thôi. Không sàng nữa thì thôi. Tiết kiệm. Đấy. Đấy các kỹ sư ở đây như bà con làm ở đây mọi người thấy đấy. Làm đến đâu là chúng ta cùng thiết kế đến đấy. Xem cua được hay không, rộng như nào. Vì bà con là người thực tế thì ở đây. Làm thế nào đi dễ nhất, an toàn nhất cho bà con. Ôi,
ô che đấy chứ nhá, ô che đấy chứ nhá, che tạt cái che đấy chứ nhá. Anh Bó đang bảo làm hai xe nữa đúng không anh? Ừ, hai xe đấy, hai xe nữa là khóa luôn đấy đúng không? Bà con nó bảo là làm một xe nữa, làm một xe nữa được. Đây thì là sẽ là cái xe bê tông cuối cùng mọi người. Chỗ này là anh Pó với bố Xá sẽ khóa luôn rồi. Xá Xá, em đi lấy mấy cái mẹ chuối khóa luôn vào đi. Chỗ này khóa vào thôi. Bên trên kia thì bà con đã tắt máy bê tông rồi mọi người nhé. Bây giờ là bà con sẽ nghỉ thôi. Các thợ thì sẽ làm nốt chỗ này. Bên trên kia thì đang rửa cái xe cải tiến mọi người ạ. Không rửa nó nên sau cái bữa trưa này nó đóng hết vào thì chiều nay chúng ta làm nó rất là mất công, mất sức cậy ấy. Đấy, tập làm quen cho bà con như thế là quá là tuyệt vời. Đây là đấy. Đấy, chú Phành đấy chắc vừa đi làm thẻ căn cước à? Bà con đi làm thẻ căn cước rất là đông. Mình đây mình cũng đăng ký làm thẻ căn cước rồi nhưng mà vẫn chưa lấy. Không thấy gì. Anh còn chưa có thẻ căn cước, anh vẫn dùng chứng minh thư thôi. Đây mọi người. Đây thì các cô chú nhìn đây là cái thành quả của buổi sáng ngày hôm nay đây. Cái đường bê tông thì chắc là mọi người nói là cũng tuyệt vời đúng không ạ? Em Tuyên thấy thế. Hôm nay cái chất lượng bê tông em thề đổ rất là đều, đẹp. Chỗ này thì mọi người chắc chắn là mọi người hình dung ra đây, chỗ này không phải là 1,5 m nhá. Chỗ này em Tuyên dám nhận được các cô chú là đây chỗ này là 1,7 đến 1,8 m đấy ạ. Thì chỗ này mọi người biết là đoạn cua này. Đấy, nó rơi vào đoạn cua này, bà con xin làm to to ra, bà con có vừa cua đoạn kia ấy thì lại cua đoạn này tiếp ấy, để nó có đà lên và nó được cua liên tục được. Chứ đường bé là nó không cua được. Thì bà con đi quá nhiều rồi. Nên là bà con hiểu được chỗ nào đà như nào, đà như nào. Đây là cái thành quả của buổi sáng ngày hôm nay. Thề là nóng quá, cởi hết trần này. Nhưng mà hôm nay thề đổ bê tông này được. Thế ạ. Đổ bê tông như này hôm nay được. Đẹp hơn đúng không? Với lại hôm nay là nước nôi mình đầy đủ nữa đúng không? Bà con chuẩn bị nước nôi lúc nào cũng có đầy đủ mà. Máy bơm, máy biếc đầy đủ rồi. Đấy, mình làm như này ok rồi. Thôi vào nghỉ tay ăn cơm thôi, nằm mỏ thôi. Bố Xá với chú, hôm nay chú Gấu với anh Bó chấm điểm là thôi tạm. Đấy, bê tông hôm nay làm được. Chú Gấu là vừa hoàn thành nốt đây mọi người. Đây đây thì là cái thành quả của buổi sáng ngày hôm nay nhé các cô chú. Đó. Thì đằng phía bên trong này thì mọi người ạ. Thì bà con đã vào
dùng những cái khay cơm rồi. Cơm công trường rồi. Đấy. Một cái lán nhỏ nhỏ thôi mà hơn 20 mạng người ở trong đấy. Nên là nó cũng nóng. May là nó có ở trên này, chỗ này nó còn có gió đấy mọi người. Hơn 20 khẩu ở trong đấy. Tất cả các em Mitu mới xài nữa, cũng lên cùng các phụ huynh để ăn cơm. Thì như mọi người biết là ở nhà thì không có cơm ngon. Đến đây thì bà con có cơm, canh, thịt, nước, đôi khi còn có hoa quả nữa. Bây giờ khá trưa thì cho phép tiên cùng toàn thể bà con thừa chia xin mời tất cả quý cô bác anh chị cùng dùng bữa trưa thân mật với bà con thừa chia nhé, để chiều nay chúng ta tiếp tục có những sức lực ở những mét bê tông tiếp theo, nối dài cái tuyến đường ước mơ, tuyến đường huyền thoại của thôn thừa chia. Còn một lần nữa thì em tuyên rất là cảm ơn tới tất cả các cô chú anh chị mạnh thường quân trong ngoài nước đã luôn luôn quan tâm đến bà con thừa chia, đã luôn luôn theo sát đồng hành cùng bà con thừa chia để có những cái phương án góp ý để cho bà con thừa chia có cái tuyến đường huyền thoại nó được an toàn và đẹp nhất, tốt nhất nhé mọi người. Đấy, thì em Tuyên rất là cảm ơn các cô chú. Xin chúc tất cả mọi người có luôn luôn có một sức khỏe, hạnh phúc và gặp thật nhiều điều may mắn để đồng hành cùng bà con được chia. Còn bây giờ thì em Tuyên xin tạm dừng video ở đây. Mọi người hãy cho em Tuyên xin một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh để cùng theo dõi những video mới nhất nhé. Còn bây giờ thì em Tuyên xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Em Tuyên xin chào.